Chiều ngày 27 tháng 6, các thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi môn toán, kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Ở môn thi ngữ văn sáng nay, nhiều thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh cho hay đề khá vừa sức, không có câu nào quá khó. Đặc biệt, nhiều bạn còn trúng tủ với câu hỏi về bài thơ đất nước nên khá tự tin. Với cái đề văn hôm nay mình thấy nó khá là vừa sức với em, cũng với nhiều bạn, tại vì mấy bạn hầu như là tủ bài đất nước, em cũng vậy. Với lại cái đề này thì trước ở trong trường cũng đã có một phần gì đó có dính dáng tới, vậy nên là em nghĩ là mấy bạn sẽ làm được khá nhiều điểm cao, khá nhiều bạn có điểm cao, vậy em nghĩ em cũng được điểm cao. Em cảm thấy là cái đề này cũng là so với những cái đề năm ngoái thì em thấy là khá là tương đối dễ. Tất cả các bài văn học đó, thì em đều học hết, nhưng mà riêng cái bài này hôm nay là em ôn nhiều nhất bài này, nên là em khá chắc chắn là em sẽ cao. Trước đó thì em cũng để ôn luyện tất cả các bài thi môn ngữ văn rồi, nên là em cũng không có bị bối rối. Nhưng mà năm nay vào đất nước nữa thì em cũng đánh sẽ vô bài đất nước. Sau bài thi văn sáng hôm nay của em cảm thấy mình làm bài cũng khá tốt và em cảm thấy tự tin và đỡ áp lực. Em sẽ cố gắng làm bài thi các môn sau thật là tốt. Thì em cảm giác là đề văn thì khá là dễ và em nghĩ em cũng làm khá là tốt. Và sau cái bài văn này thì em cảm thấy bớt áp lực hơn, cho nên là có thể mà an tâm hơn trong cái ôm cho các môn tiếp theo ạ. Vào đầu giờ chiều, ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nơi có mưa lớn, các thí sinh vẫn đến điểm thi đúng giờ để làm bài thi môn toán. Được ôn tập kỹ, các em cũng khá tự tin và thoải mái với môn thi này. Thì ngày thi đầu tiên em thấy nó trải qua khá là bình an, khá là yên bình. Em khá là yếu toán, nhưng mà về 30 câu đầu của toán thì em thấy khá là khổ. Tức là trôi chảy, còn 20 câu cuối thì từ câu 30 tới câu 40 là ok. Nhưng mà 10 câu cuối thì nó em thấy là khá là khoai, khá là khó. Giờ đề toán tuy là hơi khó nhưng mà em cũng làm được. Dạ, đề toán thì em thấy nó hơi khó ở khoảng câu 38 trở đi. Em thấy cũng hơi áp lực, nhưng mà bây giờ thì nó cũng đã qua rồi thì em sẽ về học bài để chuẩn bị cho ngày thi. Em cảm thấy khá là nhẹ nhõm, tại vì ngày hôm nay là hai môn mà em xét tuyển, cho nên là khi mà làm bài cũng thì em cảm thấy là nhẹ hơn rất là nhiều. Dạ, thì em nghĩ thì đề hôm nay thì cũng ổn, nhưng mà các thí sinh thì môn bài thì chắc chắn là sẽ làm được, và mong là ngày thi tiếp theo của em thì cũng sẽ Các em học sinh đã hoàn thành hai bài thi quan trọng trong ngày thi đầu tiên với tâm trạng vô cùng phấn khởi. Ngày mai, buổi sáng các thí sinh sẽ làm bài thi khoa học tự nhiên hoặc bài thi khoa học xã hội, và buổi chiều là thi môn ngoại ngữ.